Nhận diện thủ đoạn lợi dụng thư ngỏ góp ý trước thềm đại hội đảng. Hình thức gửi thư, trao đổi, góp ý cho đại hội đã trở thành một hoạt động mang tính phổ biến của số đối tượng chống phá trước mỗi kỳ đại hội đảng. Nếu thiếu nhận thức chính trị, chỉ nhìn qua những thư ngỏ, bản góp ý này sẽ khiến dư luận nhầm lẫn và cho rằng đây là những ý kiến có trách nhiệm đối với xã hội. Nhưng thực chất của những thư ngỏ này là sự chống phá một cách cực đoan. Điển hình trên các trang mạng, blog hải ngoại, mạng xã hội đăng tải bản góp ý cho đại hội 13 với những nội dung như đánh giá về tình hình mới, quy kết đảng giác ngộ yếu kém yếu tố dân tộc, dân chủ đã tạo ra nỗi đau về hòa hợp dân tộc, dẫn đến sự thất bại nghiêm trọng 43 năm nay xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam trong phát huy sức mạnh quốc gia. Đã giả bộ khẩn thiết kiến nghị rằng, chừng nào ở Việt Nam chỉ có độc tài, độc nhất một đảng lãnh đạo thì chừng đó không thể nói tới một nền dân chủ chân chính được. Ở Việt Nam muốn phát triển, muốn có dân chủ thực sự thì phải hội nhập vào xu thế đa đảng, xã hội dân sự như nước ngoài. Nhiều phần tử cơ hội chính trị tát nước theo mưa, bôi nhọ đảng, phủ nhận vị trí, vai trò cầm quyền qua cái gọi là ý trao đổi. Hay trong trao đổi về Đại hội 13, Đảng Cộng sản Việt Nam, có người xuyên tạc, chủ nghĩa Mác Lênin như một cái mảnh che mắt, vì sự kiên trì Mác Lênin như một cái chụp lên đầu, trong chế độ độc tài đảng toàn trị Việt Nam thì làm gì có dân chủ, do đó không cần đảng lãnh đạo. Có thể thấy bằng giọng điệu tinh vi để vu khống chế độ do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sẽ không có dân chủ. Họ cổ suý tư tưởng bài xích đảng, từ đó thúc đẩy đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, đòi thực hiện nhà nước tam quyền phân lập. Phương thức thủ đoạn rất nguy hiểm mà phần tử cơ hội chính trị, phản động sử dụng trong các kiến nghị, góp ý, trao đổi, gửi đến các cơ quan cao nhất của đảng, đến lãnh đạo đảng, nhà nước, sau đó phát tán trên các trang mạng hải ngoại, blog phản động, mạng xã hội. Công chúng cần phải tỉnh táo nhận diện, tránh bị cuốn vào trận địa xảo trá, dẫn tới tư tưởng hoài nghi, hoang mang, dao động, suy giảm niềm tin với đảng.